Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2024. Em có về được một ít đồ à. Hôm nay trong video hôm nay em có cái ruột dây thắng, dây đề ha, dây tim, cái bộ cải lớp, vài bộ tôn, vài cây bơm mini, với lại yên xe, với lại dài. Thì toàn bộ hàng này được em mua trực tiếp từ bên Nhật về. Anh chị nào muốn xem hình ảnh của nó khi nó còn bên Nhật thì cứ liên hệ với em để em gửi đến cho mọi người xem. Và như thường lệ thì cước phí vận chuyển bên em từ 400 ngàn trở lên là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Còn ở dưới 400 ngàn, đơn hàng dưới 400 ngàn thì khách hàng trả phí giùm em nha. Rồi, đầu tiên em vô video, mà trước khi vô video em cũng nói về cái dài á. Tại vì dài thì nó có size, có kích cỡ. Anh chị mình mua dài á, đừng có nói size, mà phải nói chiều dài của cái chân của anh chị là bao nhiêu thì em mới dám bán. Với lại những cái anh chị nào có đàn chân hơi đặc biệt á, ví dụ như nó hơi bè ra hoặc là nó hơi nhô lên cao hơn những cái chân bình thường, thì khi mua hàng nhớ nói giùm em để tránh cái trường hợp mà không mua về không vừa chân mấy anh chị, hàng gửi đi nó về nó rất mất thời gian và có khi nó bị mất hàng nữa, bị hư hàng nữa. Rồi, ok, em xin cảm ơn ha. Anh chị nhớ để ý cái chiều dài bằng chân của mình ha. Rồi, đầu tiên em xin đi vô nhanh mấy cái này. Cái này em có đừng giới thiệu rồi, em giới thiệu nhanh thôi. Cái này là dây thắng dây đề của Shimano nha. À, dây cái ruột dây đề thì nó để cho trong cái dĩ như vậy nè. Còn dây thắng nó để rời ở ngoài này nè. Cũng là chung một shop em mua ở bên Nhật của Shimano luôn. Thì một sợi dây về là 110 ngàn. Một dây thắng hoặc là một dây đề thắng trước thắng sau hoặc là dây đề trước đề sau đều bằng giá với nhau, 110 ngàn một dây ha. Cái này là hàng Shimano nha. Toàn bộ hàng bên này là được em mua từ bên Nhật về nha mấy anh chị. Rồi, cái bộ dây tim Banaraser là giá 200 ngàn. Trong đây nó có hai sợi. Cái hông của nó là 18mm dành cho bánh 700C nha mọi người. Bánh 700C. Ở đây là thương hiệu Banaraser nha, Made in Japan nha. Ở đây nó có để Made in Japan nha. Rồi, một bộ dây tim như vậy là 200 ngàn. Hàng mới chưa qua sử dụng nha. Rồi, bộ cải lớp của Banaraser nè, giá 150 ngàn. Trong đây nó có 3 cây nha. Cái hàng này là nó có đóng dấu Made in Japan lên cái cây cải luôn á mọi người. 150 ngàn, trong đây có 3 cây. Rồi, đây em có hai bộ tuôn ha. Em có hai bộ tuôn, bộ này là 350 ngàn nha. Đây là hàng mới chưa qua sử dụng ha. Cái bộ này nó được sản xuất ở Đài Loan nha, nhưng mà nó xuất đi Nhật ha. Trong đây nó có tem chữ Nhật nha. Rồi, bộ này giá 350. Trong đây nó có 8 cái đầu. Trong đây nó có 8 cái đầu trong đây nè anh chị. Em nghĩ thì với một chiếc xe đạp thì khoảng 4 cái đầu là đủ rồi. Khoảng 3 hoặc 4 đầu là đủ rồi. Trong đây nó có 8 đầu luôn. Thì nó có thêm lục giác hay ba ke trong đây nữa nè anh chị. Giá là 350 ngàn. Bộ số 1. Bộ tôn số 1. Rồi, bộ tôn số 2 nó là... Bộ tôn số 2 này là của cái thương hiệu Park Tool của Mỹ nha. Bộ này 600 ngàn nha mấy anh chị. Bộ này là Made in USA nha, nhưng mà xuất đi Nhật thì nó vẫn có chữ Nhật ở trên đây luôn. Đây nha, Park Tool USA nha. Ở trong đây nó có là 2, 4, 5. Trong đây nó có 7 cái đầu. 7 cái đầu lục giác. 7 đầu là quá dư luôn anh chị. Rồi, cái bộ số 2 này giá 600 ngàn nha anh chị. 600 ngàn Park Tool Made in USA. Rồi, ở đây em có 3 cây bơm ha. Cây thứ nhất là cây của Bontrager. Đây. Cái cây này của Bontrager nha. Cây này y như mới luôn. À, cái này để coi bơm được một loại van hay hai loại van thì em chưa... Trước hết là thấy cái bơm được một loại van nhỏ rồi đó. Van gạo đó. Còn van lớn thì để em coi lại cả nhà. Nhiều khi á, có những cái bơm nó thấy cái đầu van nhỏ gì nè. Nhưng mà muốn bơm van lớn á, mình dặn cái đầu này ra, mình lật cục cao su lại thì nó thành là bơm van lớn. Có những loại bơm vậy đó, nhưng mà cái này thì em chưa tìm hiểu, để em coi lại nha. Cái bơm này có chiều dài là 23 cm. Chiều dài 23 cm. Nó có cái tay bật ra ha. Đây, kéo ra bơm ha. Còn y như mới luôn, giống như là chưa qua sử dụng vậy đó. Cái tay nè, còn mới tinh luôn. Bơm xong anh chị mình bóp nó lại cái là gài lại nè, nó không có rớt ra được. Rồi, cái bơm số 1 này giá 580 ngàn. Bontrager nha, hàng chính hãng của Bontrager chứ không phải là đồ ấy nha.
anh chị mình nhớ khi gắn vô cái đầu bơm là phải gặt cái cần này lên khóa nó lại nha. Có nhiều anh chị là không biết luôn á, về gắn vô bơm xong bơm hoài nó không vô, gọi điện mắng vốn nói bơm hư bơm lỗi. Không phải đâu, phải gặt cái này lên nó giữ cái vòi lại nó mới bơm được. Rồi ok, cây số 1 580.000, cây này y như mới. Cây số 2 là cây Banaraser, cây này giá 700.000. Cây này bơm được hai đầu luôn nha, van gạo và van lớn với van nhỏ luôn, hai đầu Banaraser ha. Rút cái này ra nha, khi bơm rút cái này ra cắm vô đây. Rồi trong đây nó có chữ Nhật không à? Banaraser là cái thương hiệu của Nhật đó mọi người. Cây này cũng còn khá là mới, chưa thấy chỗ chày luôn á. Ở đây nó có cái ron để mình đậy lại nữa nè, đậy lại cho nước đựng vô á. Rồi cây số 2 giá 700.000 nha mọi người. À quên, đo chiều dài nha. Cây này có chiều dài là 16,5 cm. Rồi cây số 3, cây số 3 giá 800.000. Cây này của thương hiệu TNI nha, một cái thương hiệu của Mỹ, còn mới tinh luôn, can span luôn. Cây này có chiều dài là 13 cm. Và anh chị mình để ý, em mua như vậy thì em bán như vậy nha. Cái này anh chị mình bỏ vô cái túi đồ nghề luôn cũng được nữa. Bơm được một loại van nha. Đây kéo ra đây, thấy nó ngắn vậy chứ khi kéo ra nó rất là dài luôn á. Ban đầu nó có 13 cm thôi, nhưng mà kéo ra nè anh chị nhìn là nó dài 26 cm. Còn mới tinh không, mới từ trong ra ngoài luôn. Rồi ok, mã số 3 giá 800.000, cực kỳ nhỏ gọn, có 13 cm thôi. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu Yên nha. Yên xe, trước hết là cái Yên số 1. Cái Yên số 1 này hôm rồi em cũng có bán một cái rồi. Và cái này là Yên mới chưa qua sử dụng nha, Make in Italy. Yên này có chiều ngang là 13,5 cm. 13,5. Yên này là yên mới chưa qua sử dụng, Make in Italy, nó có cái tem 7 màu ở đây nữa. Yên số 1 này là em nghĩ là đây là hàng, cái hàng ở cái tầm dạng thấp của hãng Sally thôi mấy anh chị. Nó không phải là dạng cao cấp nha, cho nên chắc chắn là cái độ bền nó sẽ không bằng những cái yên cao cấp nha. Cho nên em bán theo giá này là giống như giá thanh lý vậy đó, 600.000 thôi mọi người. Cái yên số 1 em bán 600.000 thôi. Nó là đồ mới chưa qua sử dụng nha. Đồ mới chưa qua sử dụng. Cái này theo em nghĩ mấy anh chị mình mặc quần bỉm cũng được, mà không mặc quần bỉm cũng được, do nó có cái bề ngang này anh chị nhìn nè, cái bề ngang của nó nè. Đó, thì cái chỗ này nó chịu rất là nhiều cái phần mông của mình, khỏi mặc quần bỉm vẫn được. Em bóp em thấy nó có độ lún nè. Nhưng mà bền thì chắc là chắn là không bằng những cái yên cao cấp nha mấy anh chị. Rồi, em bán giá 600.000, bán theo giá thanh lý đó mọi người ơi. Dài chắc cỡ 27 cm nha. Cỡ 26,5 27 gì đó. Rồi, yên số 1. Tiếp theo là yên số 2 là một cái yên của Bontrager. À, có chữ Bontrager ở đây nè ha. Ở đây á mình gờ lên cái mình nó rất là mịn luôn. Nó mịn cực kỳ luôn á, nó mướt dữ lắm. Yên số 2 em bán giá 900.000. Một cái yên của Bontrager. À, dưới cái gọng này có xước tí xíu ha. Yên số 2 này có chiều ngang là 13,5, chiều dài là 26,5. 13,5 và 26,5. Rồi, em để gần cho mấy anh chị dễ quan sát ha. Còn khá là mới, chưa có chày chụa, chưa có xước chỗ nào hết. Cái yên này em nghĩ khỏi mặt quần bỉm cũng được nữa mọi người ơi. Khỏi cần luôn, bóp nên nó lúng nè. Chưa có chạy chụa trùng một chỗ nào hết, chỉ có cái gọng dưới này là có hơi chạy chút thôi. Rồi ok, mã số 2 giá 900.000. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 này là một cái yên carbon, cực kỳ nhẹ luôn. Nó nặng chỉ có 124g mà mọi người ơi, quá trời nhẹ luôn. Nguyên cái đế dưới này nè, em nhìn em nó đổ nguyên một khối luôn ha. Cái gọng này là bằng carbon nha. Và mọi người để ý nha, cái giọng carbon này nè nó hơi dẹp, cho nên nó chỉ thích hợp cho những cái xe nào mà có cái bát yên á, là ở trên, ở dưới đỡ lên và ở trên gập xuống thôi nha.
Đó, ở dưới đỡ lên, ở trên gập xuống hai miếng vậy nè thì nó mới vừa với cái yên này. Quá trời nhẹ luôn. Mã số 3 em bán giá 1 triệu nha. Hôm trước á, cái cũng cái yên này em bán giá 1 triệu mốt, nhưng do chiếc này em về được hai cái cho nên giá nó sẽ rẻ hơn được một chút. Mua một lần hai cái thì cái phí vận chuyển nó sẽ rẻ lại một chút. Ở đây nó để là carbon gì, orbison gì nè, một cái thương hiệu Corsair Velo. Rồi để em đo chiều ngang, quên, chiều ngang nó khoảng 14 cm, khoảng gần 14 cm, nhẹ cực kỳ luôn á, có 124 gram thôi. Em chưa thấy cái yên carbon nào mà có nệm mà nhẹ như vậy. Chiều dài 24 cm, cực kỳ luôn. Nhưng mà cái yên này mấy anh chị để ý ha, là chỉ chịu được trọng lượng là từ dưới 70 kg thôi nha anh chị, dưới 70 kg nha. Đó, dưới 70 kg. Em thấy nó có độ đàn hồi nè. Em nghĩ là cái độ đàn hồi này mà người dưới 70 kg khi qua chỗ dằn lún nó sẽ thụng thụng xuống như vậy nè. Đây là nhựa nó đổ nguyên khối rồi cho nên anh chị mình cứ yên tâm. Quá trời êm luôn rồi. À quên, cái đây là yên mới nha. Yên này là yên mới chưa qua sử dụng nha. Nhưng mà nó không có hợp. Yên mới nhưng không có hợp nha, chưa có dấu hiệu gắn lên lên cốc yên luôn. Rồi, mã số 3, giá 1 triệu. Yên này em có hai cái. Bữa nay chiếc này em về được hai cái, em đang tính lấy một cái gắn vô xe em để em ngồi thử. Em thấy nó cực kỳ nhẹ mà lại nó có cái rãnh chính giữa này em cũng khoái lắm. Rồi ok, mã số 3, giá 1 triệu. Carbon. Rồi mã số 4. Ơi, không có miếng dán số luôn. Mã số 4. Yên này cũng giá 1 triệu luôn, một cái yên của Bontrager. Anh chị mình thấy nó có cái độ dày nè. À, nó phải là trên 1 cm. Em nghĩ mấy cái yên này không cần mặc quần bỉm vẫn được. Yên số 4 này có chiều ngang là 14 cm, chiều dài là 26,5 cm. Một cái yên của Bontrager, chưa một điểm chày chỗ hay là xước xát gì hết. Chưa chày chỗ hay là xước gì hết. Quá đẹp luôn á. Rồi trong lúc em quay video mà anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về cái yên đó, muốn tìm hiểu thêm về những cái chỗ mà em chưa có quay hoặc em chưa có nói á, thì anh chị mình liên hệ bạn hỏi giùm em nha, hỏi để thêm đi để em trả lời cho mấy anh chị thêm. Nhưng mà thường em quay em cũng quay kỹ lắm, quay từ trên tới dưới, trong ra ngoài là em quay hết, chỗ nào có lỗi thì em báo. Còn anh chị mình muốn biết thêm thì cứ liên hệ với em ha, em cung cấp thông tin đầy đủ cho anh chị. Mình bán hàng đã qua sử dụng thì chắc chắn là người ta sẽ hỏi rất là kỹ trước khi mua, thì hỏi kỹ chừng nào cảm thấy nắm hết thông tin thì hả mua. Trên cái gọng này em chưa thấy có cái dấu gắn vô xe luôn nè, chưa thấy dấu gắn vô xe luôn. Rồi mã số 4 giá 1 triệu nha anh chị. Bontrager dày hơn 1 cm luôn. Rồi tiếp theo là mã số 5, cũng là một cái Bontrager nữa. Mã số 5, mã số 5 này là một cái yên mới chưa qua sử dụng. À, chiều ngang nó là 13,5, chiều dài là 27 cm, nó có cái độ dày là 1 cm. Cái độ dày cái độ dày của cái yên là 1 cm. Cái gọng này á, em nhìn thấy nó giống như titan vậy đó, hình như là gọng titan, gọng titan mấy anh chị ơi. Nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, có độ dày nè. Cái này khỏi mặc quần bỉm cũng được. Cái này em nghĩ những cái háng của ai mà nó hẹp hẹp á, là xài cái này là có bộ nó hợp lý nè. Tại vì hai chỗ bên đây là nó vuốt xuống rất là sâu, nó vuốt sâu xuống luôn. Đây là yên mới chưa qua sử dụng nha mấy anh chị. Mã số 5 giá 1,2 triệu, có cái logo Bollinger đây nè. Cái này á, hôm trước em có bán một lần rồi, giá 1,250 triệu. Nhưng mà chiếc này em về được hai cái như vậy cho nên là bán giá 1,2 triệu. Thì mua nhiều thì cái phí vận chuyển mình nó sẽ giảm lại anh chị. Em thích cái mẫu dáng của cái yên này. Thứ nhất là nó dày nè, để cho những người mà không chuyên nghiệp á, người ta ngồi người ta cảm thấy nó êm, nó không có bị đau mông. Thứ hai nữa là hai bên đây nó giót xuống rất là sâu đó, nhưng mà nó phải có cái độ ngang ở đây nha, đặng cho đừng có bị êm mông. Gọng bằng titan luôn, yên mới chưa qua sử dụng luôn.
giá 1,2 triệu. Ủa chiều ngang chiều dài mình em đo rồi ha, cái này khoảng 13,5 14 gì đó, chiều dài khoảng 27. Rồi ok, mã số 5 giá 1,2 triệu. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái yên mới. Mã số 6 là một cái yên mới chưa qua sử dụng. Đây là một cái yên Seoli của hãng Seoli nha. Mà cái này là hàng gel nha. Gel nè. Là nó rất là mềm nha. Hôm trước em có bán cái này rồi. Ờ để em tháo cái này ra thử rồi được không? Ồ nó buộc chính vô đây rồi. Hàng gel. Đây nè, nó lúng nè. Nó dày nó lúng nè. Hình như cái này là chiều ngang là nó là 15 thì phải à. Để em coi nó có ghi ở đây không. À để em đo trên đây nè. Chiều ngang nó là gần 15 cm, chiều dài là khoảng 26,5, chiều dài khoảng 26,5, chiều ngang là khoảng gần 15. Đây là yên mới chưa qua sử dụng nha, còn tem luôn. À, cái này chắc là made in Italy rồi, đúng rồi, made in Italy. Còn cái dĩ này luôn nè anh chị. Cái này em bán giá 1,7 triệu nha, mã số 6. Rồi để em đánh số vô đây, mã số 6 giá là 1,7 triệu. Hàng mới chưa qua sử dụng. Cái này thích hợp cho mấy anh chị lớn tuổi chút xíu ha. Cái này chắc là bao êm luôn rồi. Cái này mà không êm thì không biết cái nào êm nữa giờ. Thứ nhất nó là gel, thứ hai nó là dày, nó loại yên dày. Thứ ba là nó có bề ngang này nữa. Ngồi bao êm luôn. Trời ơi bóp vô nó lúng. Rồi em bán giá 1,7 triệu nha anh chị. Cái này đợt trước là 1,750 triệu lận á, nhưng mà kỳ này em mua được giá rẻ, còn 1,7 triệu. Rồi ok, mã số 6 giá 1,7 triệu, yên Seoli. Rồi anh chị muốn mua anh chị chụp màn hình lúc này nè, lúc mà có cái số ở dưới á, cái anh chị gửi cho em cái là em chốt rất là lẹ ha. Rồi mã số 7 là cũng là một cái yên Seoli luôn. Yên này quá ngầu luôn à, mà quá nhẹ nữa chứ. Yên này có chiều ngang là khoảng 13 đó. Khoảng đó đó. Đo vậy hơi khó đo ha, 13 hay 13,5 vậy đây nè. Khoảng 13. Rồi, ngang 13, dài khoảng 27,5. Mã số 7 giá 2,3 triệu. Giá 2,3 triệu nha. Ở đây nó làm cái yên này nó giống như y như mới, em chưa thấy cái dấu gắn ở trên đây luôn. Giờ cũng chưa thấy cái dấu cấn nữa. Thường gắn thì nó có cái dấu cấn ở đây nè. Giờ chưa thấy luôn. Cái này là made in Italy nha mấy anh chị, cái tem 7 màu của nó ghi nè made in Italy. Y như một cái yên mới. Giống như chưa qua sử dụng vậy đó. Da còn mướt rượt luôn, chưa có chày xước một chỗ nào hết. Quá đẹp luôn á. Gọng này bằng cái gì em cũng không biết nữa nha. Em cũng không có rành lắm về cái mấy cái vụ mà gọng này đâu. Em chỉ biết là nó bằng kim loại thôi. Không rành thì không dám nói. Rồi. Thôi yên này đã quá. Cái nhưng mà yên này phải mặc quần biển nha mấy anh chị. Mấy anh chị phải mặc quần biển mới được nha. Rồi mã số 7 giá 2,3 triệu nha mấy anh chị. Một cái yên Seoli Italy trẻ đôi ở phía sau này. Y như mới. Rồi tiếp theo là em giới thiệu tới giày nha. Mã số 8 Mã số 8 ở đây em có hai đôi giày Mavic. Đây mã số 8 Mavic khóa bò. Rồi em coi cái size của đôi này nha. Rồi mã số 8 ha. Đôi này dành cho chân 25,5 nha. Em bán đôi này giá 1,5 triệu nha mấy anh chị. Dành cho chân 25,5. Ở trong đây nó ghi là 26,5 size 42. Ở trong cái tem nó ghi là size 42 26,5. Nhưng mà khi em sọt cái chân của em 25,5 vô thì em thấy nó rất là vừa.
Cho nên là em chốt lại là cái đôi này chân 25.5 mang dừa. Ở phía dưới này nó có xước một chút xíu nha, ngay cái mũi nè. Đó. Có xước một chút. Ngay chỗ cái mũi thôi, còn vòng vòng thì không có xước. Còn đế thì chắc chắn là sẽ có xước rồi đó, ít nhiều gì cũng phải có, nhưng mà cái đế này em nhìn thấy cũng ít chỗ xước lắm, chứ không có nhiều đâu. À, ở này có cái cặp cá trên đây luôn nha anh chị. À, em cũng không để ý nha. Đây cái mua đồ này được được tặng thẻ cặp cá nha, là nó đi theo đôi giày này luôn nè. À, nghĩa là đôi giày nào em mua về mà có cá thì em để nguyên như vậy để em bán cho mấy anh chị, chứ em không có tháo cái này ra. Mà đôi nào không có thì em cũng không có để mà tặng cho mấy anh chị đâu nha. Cái nào có là em để, giống như đôi này có nè, hai đôi này có nè, đôi này với đôi này có nè. Rồi để em quay hai chiếc hai bên cho mấy anh chị coi ha. Rồi bên đây cái mũi ở dưới này có chút xíu chạy chút xíu ở đây thôi, coi như là đôi dài này chỉ có cái mũi là có chạy chút xíu thôi mọi người. Bên đây có sơ xước một chút nè, xước một chút. Còn đế nè, rồi đế này còn cao lắm nè, gót còn cao lắm. Rồi ok, mã số 8 giá 1,5 triệu dành cho chân 25.5, một đôi Mavic đen bóng. Rồi mã số 9 cũng là một đôi Mavic nữa, y chang đôi hồi nãy luôn, y chang luôn. À, ở đây có mã số 9 à, em để về cho mấy anh chị muốn mua, mấy anh chị chụp cái hình này ha. Mã số 9 này dành cho chân là 26.5 nha, là lớn hơn cái đôi hồi nãy là 1 cm. Cái đôi này cũng có một cá trên đây luôn, cũng có bộ cá trên đây luôn. À, ai mua đôi giày này thì được lời thêm bộ cá này. Bộ cá này nếu mà mới á, là cũng khoảng 480.000 bộ cá này, nếu mà mới á. Còn cũ cũ thì cũng khoảng là 200-300.000 gì đó nha. Mỏ ha, có xước sát chút xíu à, chút xíu ở đây nè, bên đây cũng có xước chút xíu bên đây ha. Còn xung quanh thì em thấy là không có xước gì hết. À, xung quanh là không có xước, chỉ có hai đôi giày này chỉ có ở trên mỏ là có xước một chút thôi anh vậy. Phần đế nè, đế nè. Đó. Rồi ok. Mã số 9. Ghi số đây chứ quên. Mã số 9 nè, giá 1,5 triệu luôn, hai đôi này bằng giá nhau và có cam luôn. Rồi tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một đôi Shimano sử dụng hai khóa dán một khóa bò. Đôi số 10 này thì ở trong dài nó để là 25.8 size 41 à, 25.8 size 41. Thì chân dành cho chân 25.5 nha, vậy dưới từ 25.5 trở lại nha, tại vì em thử chân của em thì em thấy nó vừa đó. Giá cũng 1,5 triệu luôn. Đôi giày này cũng khá là hoàn chỉnh ha, trên lớp da này chưa có thấy chày nha. Chưa có thấy chày lớp da. Em sẽ xoay một vòng để em coi. Trên lớp da ở trên này là chưa thấy dấu chày. Chỉ có chày ở dưới đế này thôi. Đó, đế thì chắc chắn là sẽ có chày rồi. Ở đây có lỗ thông gió ha. Ca này là can Shimano nha. Rồi ok, mã số 10 giá là cũng là 1,5 triệu luôn nha, dành cho chân 25.5. Tiếp theo là mã số 11 là một đôi RC3. Đôi này size to nha, RC3. Ồ, đôi này có cá luôn ha. Ai mua đôi này được lời thêm bộ cá nữa. Cái nào có cá thì em vẫn để cá, đặng em giao cho mấy anh chị luôn nha, chứ em không có tháo ra nha, em không có bán cá gời. Rồi đôi RC3 này, trời, đôi này hoàn chỉnh quá. Mã số 11 dành cho chân 27 cm, hoặc hơn chút xíu, 27 hoặc 27,2,3 gì đó, là mang vừa đôi này, giá 1,8 triệu. Mã số 11 nó không phải là màu đen không đâu, mà nó có màu xám ở trên đây nữa, đen kết hợp với xám. Đôi này hoàn chỉnh nha, không có chày chụa một điểm nào ấy. Về phần da là không có chày chụa, đế cũng còn khá là mới luôn, có cái can ba can Shimano ở trên đây luôn. Đôi này khá hoàn chỉnh. Ở trên chưa một vết chày luôn. Ồ, đôi này đẹp quá.
nhưng mà size hơi to ha, size ở trong này nó để là size 44 nè, nó để là size 44E. Vậy là ai mà chân chân là size 44 á, mà có cái bề ngang á, bề rộng ra đó, chân bè đó vẫn mang được. Ở đây nó để là 27.8 cm size 44, nhưng mà em đo cho em gá chân em vô thì cỡ 27 hoặc 27.2 là mang vừa rồi. Ok, mã số 11, giá 1.800.000 dành cho chân 27 hoặc hơn chút xíu. Có cá ở đây luôn, lời một bộ cá luôn. Rồi mã số 12 là một đôi Shimano. Mã số 12, màu màu vàng hả? Màu vàng chanh. À, mã số 12, giá 1.800.000 dành cho chân 25.2 cm, từ 25 cho tới 25.2 cm. Ở đây nó có bị cọ một chút xíu bên ngoài nè, mà nhìn kỹ mới thấy là do chỗ này nó có sọc đen. Nhìn kỹ sẽ thấy chỗ này nó có cọ một chút xíu ở đây, nhưng mà gờ thì vẫn láng do nha, nó không có bong chóc cái lớp lớp da lên nha. Gờ thì vẫn láng do. Da này cũng khá là hoàn chỉnh ha. Mã số 12 dành cho chân 25.2, giá là 1.800.000. Nào, ở đây có bẩn chút xíu nha anh chị. Ở đây có một cái vết bẩn nhẹ đây, lấy khăn ướt mấy giùm em. Ồ, ở đây có cái vết cọ nhẹ đây, ở đây có vết cọ nhẹ. Chỗ nào có chày, có bẩn, có cọ thì em báo hết nha mấy anh chị. Rồi ok, mã số 12, giá 1.800.000 dành cho chân 25.2. Tiếp theo là mã số 13. Chà, đôi này đẹp nha. Đôi Mavic này có hộp luôn hả? Ồ, có cái hộp luôn. Để em coi trên cái hộp nó ghi gì. Trên cái hộp này nó ghi là 26.5, size 42. À, cái đôi này make in Việt Nam nha mấy anh chị. Em thấy chữ make in Việt Nam đây nha. Nhưng mà hàng là hàng xuất Nhật thì tem nó là chữ Nhật không à. Cosmic. Tem này chữ Nhật không à. Đây. Cái này là màu vàng chanh nè. Trời ơi, màu này nó nổi giả man gợi luôn. Ở trong dài nó để là 24.5. À, như vậy là coi chừng cái hộp này không phải của nó rồi. À, trong đây dài nó để là 24.5. À, size là 39 1/3. Rồi 39 1/3. Đây ha anh chị, đôi Mavic. Nó giống như cái đôi màu đen hồi nãy đó anh chị. Ở đây nó có chữ Mavic ẩn ẩn ở đây nè. Bóng bóng nó ẩn ẩn đây nè. Giống như đôi màu đen, hai đôi màu đen hồi nãy á. Nhưng mà đây là nó là màu vàng chanh. Rồi ghi mã số dưới đây luôn, 13. Cái này là sử dụng can MTB nha. Can MTB nha anh chị. À, dành cho chân 25 cm, giá là 1.700.000. Chân của em 25.5, em mang vô sao nó vẫn vừa luôn. Nhưng mà nó hơi đợi chạm cái mũi, hơi chạm lên mũi một chút, cho nên là thôi em gói lại, còn chân còn 25 là vừa. Em không hiểu sao ở đây nó để 24.5 mà sao chân của em là 25.5 mà vẫn vừa. Tóm lại là giờ em chốt lại là 25 cm nha, giá 1.700.000, mã số 13. Này anh chị coi cái gót của nó nè, nó mới cái nè. Ở trên cái gót nó có những cái vân sọc 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 này nè, nó còn y nguyên nè. Nó chưa có bay mấy cái sọc này nữa. Cái này là cao su nha, cao su. Cái già này anh chị đạp bi đan thường cũng được, mà đạp bi đan cá cũng được luôn. Mà để mình đi bộ, đi đâu đó vẫn được, nó không có bị gập gờn ha. Hai bên đây là cao su nó bao lại hết rồi. Còn mới ghê luôn, chưa có chạy xước gì ở trên hết trơn. Quá đẹp luôn. À, ở dưới cái gót bên đây nè, ở dưới này nè, nhìn lên cho thấy nó có một vết xước nhỏ ở đây nha. Cái gót thôi, ở dưới nhìn lên mới thấy. Ở đây nó có chữ Mavic nó ẩn ẩn như đây nè. Lắc lắc mà mới thấy chữ Mavic nó ẩn lên. Cái phần bóng bóng là cái chữ đó.
Còn ngoài cái chỗ xước nhẹ với cái gót đó thì cái đôi này hoàn chỉnh luôn, chưa, nó mới từ trên tới dưới luôn anh chị ơi. Dưới đế này nó còn mới tới nỗi mà những cái sọc ở trên cái miếng cao su này nó còn luôn, nó chưa có văng mấy cái sọc này đi nữa. Rồi ok, bây giờ này em bán giá là 1 triệu 7 nha mấy anh chị, dành cho chân 25 cm. Rồi tiếp theo là số 14, một đôi Shimano, trong hộp có gì không, có hướng dẫn sử dụng. Rồi đôi Shimano cái này nó để là 25.2, size 40 nè, ở trên cái hộp nó để nè, không phải coi có phải cái hộp của nó không, có khi là hộp của nó có khi không phải nữa mấy anh chị ơi. Nhiều khi nó lấy cái hộp nào đó nó bán nó bỏ vô cho mình thôi chứ chưa chắc gì hộp đó là của nó ha. Rồi ok, mã số 14, một đôi Shimano Can MTB. Rồi đôi này y như mới rồi, nhìn cái đế đó là biết rồi. Cái đế nó cái phần kim loại nè, cái phần mà để dặn cái cá vô á, nó còn sáng giới luôn nè, cái phần kim loại nó còn sáng giới nè. Mã số 14. Cái này em bán giá 1 triệu 6 nha, dành cho chân 25.5. Mới từ trên tới dưới luôn. Quá đẹp luôn rồi. Không còn gì để chê hết. Không còn gì để quay luôn á anh chị. Nó mới không có một lỗi lầm gì hết, mới từ trên tới dưới luôn, đế nha, đế còn vuông vuông góc luôn nè, quá trời mới nha. Rồi mã số 14, giá 1 triệu 6, dành cho chân 25.5. Anh chị nào vừa đôi này thì lụm lẹ lẹ đi, đã quá, nhìn thấy đã quá. Mấy đôi này nó trâu bò dã man luôn, mang là thôi khỏi có sợ gì hết trơn, biết khi nào mới hư nổi nó. Rồi mã số 14 cho qua. Tiếp theo là mã số 15, đôi physics này nó có cái hộp, để coi coi phải hộp của nó không cái đã. Rồi trong đây có gì đây, có sách hướng dẫn, rồi chỉ có sách hướng dẫn thôi chứ không có gì nữa hết. Ở đây nó để là R5, size 41, 1 phần 2. Đây ha, có cái tem Nhật của nó, ở bển nó đang bán là 12.600 yên nè mấy anh chị. À, tại ở bển là thấy là đã 2 triệu rưỡi rồi, khoảng 2 triệu rưỡi rồi, chưa có phí và chưa có thuế. Chưa có thuế là chưa có phí đó nha. Đây, đôi Physics R5. Em nhìn này em thấy giống phản quang quá mà không biết phải không nha. Mấy cái màu xám này nè, hình như là phản quang hay gì đó, nhưng mà em chưa có thử. Cái này tối, buổi tối mới test mới biết. Mã số 15, đôi này có hộp ha, để quăng bên đi cho dễ thấy. Mã số 15 này dành cho chân là dưới 26 cm nha anh chị. Giá bán là 2 triệu nha. Là ở bên đây nè, cái đôi giày nó hoàn chỉnh từ trên tới dưới luôn. Mã số 15 giá là 2 triệu, dành cho chân là dưới 26 cm, đế carbon. Ở đây nè, nó có một cái điểm nó dính dính nước hay dính dơ dính gì đây nè, mà sao em cọ cọ em nó không ra nè, chỗ này nè đó, chỉ có như đây thôi à, chỉ có như đó thôi đó anh chị. Còn ngoài cái chỗ đó ra thì cái đôi giày này nó hoàn chỉnh luôn, không có một điểm xước sát chỗ nào hết. Đế nè còn vuông góc ghê luôn nè, anh chị nhìn cái đế nó còn vuông nè, đế trước nè, đó nó vuông như vậy, có nghĩa là người ta rất là ít đi nó mới còn vuông như vậy, cả hai bên luôn còn vuông nè. Mấy cái sọc sọc nhựa ở đây là nó còn luôn nè, nó chưa có bay mấy cái sọc sọc cao su đây nữa. Đôi này hoàn chỉnh nha anh chị, hoàn chỉnh. Rồi mã số 15 em bán giá 2 triệu, dành cho chân từ 26 cm trở lại, 25.5 trở lên, 26 trở lại. Rồi ok, này có cái hộp. Rồi tiếp theo là số 16, là đôi Shimano số 16. Rồi cái này nó có cái hộp hả, phải coi phải của nó không này, ở đây nó để size 41. Rồi chắc cái này của nó quá. XC3 size 41, 25.8. Giá tại bển nó đang để nè, đây chữ Nhật nè, 15.000 yên.
là đã là 3 triệu rồi đó, chưa có tính phí vận chuyển nữa, với lại thế đó là đã 3 triệu rồi đó anh chị. Rồi XC3 mã số 16. Rồi đôi giày này giá là 2 triệu, dành cho chân 25.3 hoặc là 25.5. Nói chung là từ 25.2 trở lên đó là đẹp, 25.5 trở lại nha mấy anh chị. Rồi ở trong đôi giày này nó để là size 41, 25.8 thì em nghĩ là dưới 25.5 là sẽ mang vừa đôi này hoàn chỉnh luôn, chưa có chày chỗ xước xát chỗ nào hết. Đế MTB nha mọi người, sử dụng cái MTB nha. Đây nè, cái đế nó còn mới nè, đó không, mình nhìn cái đế là mình biết người ta đi nhiều hay đi ít là anh chị ơi. Đôi giày này hoàn chỉnh quá, chưa có một điểm nào chày chụa hay là xước xát gì hết. Cái phần mũi này là giống như là nó bằng cao su vậy, cái phần mũi chỗ này nè giống như cao su vậy, cho nên là nó khó có bị chày hơn là da. Lỡ mình đi mình có sút vô cái gì đó thì nó không có chày, cao su mà. Còn phần dưới này là bằng cao su nha, đạn đi nó bám đường nha. Cái này đạp bidan cá cũng được, bidan thường vẫn đạp được, không có vấn đề gì hết. Rồi ok, mã số 16 giá là 2 triệu, dành cho chân 25.3 hoặc là dưới 25.5, sử dụng can MTB. Quá đẹp đôi giày này. Rồi tiếp theo là đôi số 17, đôi cuối cùng. Một đôi CD. Coi cái hộp này phải của nó thôi, hộp này chắc hộp gì rồi. Đây nè anh chị, giày mua bên Nhật về thì nó có mấy cái tem này nè. Tem này là để nó vận chuyển từ cái chỗ cửa hàng của nó đến cái kho của mình á. Rồi mã số 17 là một đôi CD. Mười bảy, đôi này dành cho chân 26.5 nha, giá 1.800.000 nha mọi người. 26.5, để em coi nó đi, đây là size 44, ở trong đôi giày nó ghi là size 44. Đôi này made in Romania nha, made in Romania, size 44 thì chân 26.5 hoặc là hơn chút nha, hoặc là hơn 26.5 chút. Ở phần trên á, phần da là chưa có chày chỗ xước xát gì hết á. Đó, đế thì có chạy chút xíu ở phần mỏ thôi, còn phần chính giữa này còn y nguyên à. Đế là đế carbon luôn nha, em nhìn nó giống như trang như nhựa vậy đó mọi người ơi, nhưng mà do nó có chữ carbon ở đây nè đó, cho nên em mới dám nói là nó là carbon, chứ nếu không có cái chữ carbon này thì em cũng không dám chắc nó là carbon đâu. Em nhìn nó y chang như nhựa nhé. À, kiến thức về dài của em không có nhiều đâu, ít lắm, cho nên là không dám khẳng định, trừ khi nào thấy chữ carbon mới dám nói thôi, chứ không là em nói cái này là nhựa. Có giày này đẹp nha, hoàn chỉnh, nhưng mà có một cái là cái size nó hơi to thôi, chưa có chày chỗ xước xát gì hết. Đế cũng còn rất đẹp, có chày mỏ thôi, chày cái ở phần đế á, cái phía trước của phần đế á. À, cái này là lúc người ta đi nè, người ta cắm cắm cái mũ này xuống dưới nè, chứ ở trên là còn y nguyên nha. Rồi ok, một đôi CD. À, trong đây nó để là size 44 và 44. Nó để là size 44 thì em đo cả, em đo miếng lót thì em hạo hạo là chân khoảng 26,5 hoặc hơn chút xíu thôi là mang vừa. Đó, cái đế ha. Rồi, phần trên ha. Hoàn chỉnh, phần trên này là hoàn chỉnh. Rồi ok, vậy là bữa nay em có nhiêu đó em giới thiệu tới mọi người đó mọi người. À, anh chị coi rồi suy nghĩ kỹ ha, trước khi anh chị muốn chốt món đồ nào đó anh chị suy nghĩ kỹ giùm em. Có nên chốt cái món đồ đó, có nên mua hay không, nó có hợp với mình hay không. Nếu mà một khi anh chị đã chốt rồi thì anh chị cũng nên có trách nhiệm nhận hàng giùm em ha. Em cảm ơn, chứ để hàng tới nơi mà không nhận nó trả đi trả về, một là nó sẽ hư đồ, hai là nó mất đồ, ba là tốn thời gian của đôi bên dữ lắm. Thì rồi em cũng bị một cái anh ở đâu Tiền Giang hay gì quên rồi, nó mất thời gian quá. Rồi ok, thôi em cũng xin kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã xem video và đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Goodbye.